Con cũng muốn làm thủ môn lắm. Ba con đều muốn làm thủ môn phải không? Dạ. Còn đây, con chú Thành đã nè con. Một vận động viên thể thao tập hành này đó con. Một, hai, ba. Con tên là Thiên Tâm. Con là người Bắc hả? Con, con là người miền Trung, tôi chỉ biết được vài từ thôi. Okay. You can speak English too? English too? English too? Con bò sữa có rất nhiều sữa. Thì con bò thường nó có sữa không? Có. Ủa mà có không anh? Có thiệt không? Ví dụ dắt cái ra sữa thôi. Trời bà. Hả? Nói chung miệng nó là con bò cái. Ừ. Bò được kìa. Bò được kìa. Bò được kìa. Bò được sao có sữa chị bảy? Ủa em tưởng nãy giờ nó bò được. Ba của mình gọi em gái của bà nội của mình là gì? Ba của mình gọi em gái của bà nội. Em bà nội nè. Bà nội là mẹ của ba nè. Gọi em gái là cô bác. Bác. Cái gì em gái mà gọi bác trời? À, là em gọi hay là ba gọi? Em gái của bà nội mà ba của mình. Ba của mình là ba mình. Em gái của bà nội là em gái của bà nội. Bà nội tức là mẹ của ba mình. Thông minh quá. Sao mà ba mình cô là nói không bỏ qua vậy? Câu hỏi mẹ luôn. Em phải trả lời đúng cho em hỏi chứ. Em bà nội thì tức là cũng là người lớn á. Là cũng là người lớn á. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí lúc 20 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV2.